duy nhất một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy chính là Phật Thích Ca. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Giữa rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Rừng vô ưu, Phật Thích Ca đàn sinh. Vì hạnh phúc cho số đông, vì hạnh phúc cho muôn loài. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ đàn sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện đàn sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Huy hoàng thay pháp Phật nhiệm màu, cùng nhau hát vang, cùng nhau tán dương pháp Phật nhiệm màu. Vầng thái dương chiếu soi, hàng chúng sinh thoát khỏi mê lầm. Hạnh phúc thay thế gian này, nhờ sáng soi bởi pháp Phật nhiệm màu. Hạnh phúc thay thế gian này, chúng con mừng sáng lên với pháp Phật nhiệm màu. Vui thay Phật xa đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật xa đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp,